chưa kịp cà rốt mình đã thích người khác rồi em. Ngồi mà cướp đi. Bạn kia là Bình hay An gì đây đúng không? Đúng rồi đó, nó đó. Xin lắm. Nó tưởng kêu nó ít tuổi để người ta khen nó trẻ ai gì, người ta chê nó già quá, nó lấy lại tuổi thật. Nữa. Lại chê khách già rồi. Trời ơi, tự nhiên đi lấy mụn về có nghệ ngon là ghê hả? Nhức cái nách. Em bữa ăn gặp nó như thế. Như có gãi chạy hết hồn chạy. Hết hồn. Có nghệ như chị A ok mà. Về dạy lại. Chị An về dạy lại cho Thành. Bé nó vẫn đang hoang mang. Có nghệ bất ngờ quá đang hoang mang. Em không biết là phải đăng Facebook của người khác gì nữa chứ. Người khác em. Bỗng một ngày đi lấy mụn về có người yêu. Hay đấy. Mọi người hãy đi lấy mụn đi để có người yêu. À đi. Cái gì? Đi lấy mụn tiền thể sắm cái máy bay. Đúng. Được tặng miễn phí cái máy bay chứ. Đi lấy mụn tặng miễn phí. Đánh giá chuyên gia đó. Mọi người phải tới đây lấy mụn nha. Được tặng miễn phí cái máy bay à? Mấy chị ở đây lấy mụn tặng máy bay.
Ý sắp có trà sữa uống rồi đúng không Bình? Dạ. Sắp có trà sữa uống đúng không? Chị uống trà sữa thôi đó hả? Chị uống trà sữa thôi hả? Mẹ thân mình đi ăn đi em. Thì mình cứ từ từ trà sữa trước đi. Là bữa sau nó không dám đi nữa. Uống trà sữa ngọt, sắc không uống thì đang lắng rồi. Thẳng lưng đều. Lỗ lưu này, ok nhá, Nguyên gần đây à? Dạ. Này lạnh nha vậy. Lạnh như trái tim em vậy nè. Lạnh như trái tim băng giá rồi vậy nè. Mình là gốc ở đâu rồi? Ngoài Bắc đúng không? Đúng rồi. Ủa em ở Đắk Lắk hả? Biết lâu rồi sao? Em nghe giọng, giọng thì giọng chứ, nó giọng Bắc mà, phải giọng Đắk Lắk đâu. Đắk Lắk nói giọng nó ấy lắm kìa, nếu mà gốc Đắk Lắk á, không phải đặt Bắc vậy đâu. Em ở chỗ nào Đắk Lắk? Eka hả? Biết chứ chưa đi bao giờ. Đường gì? Nhưng mà ý là cái đường. Em leo là đi hướng nào xuống ta? Chị chỉ biết tới cái khúc đài phát thanh thôi. Đi qua đấy không? Đúng rồi. Ý là chị biết rồi nhưng mà em đi hướng nào xuống? Đi từ chỗ tới chỗ nào thì rẻ. Hiểu không? Thì đi lên trên phố luôn hay là sao? Ừ, nó tới ngã 6 đúng không? Ừ. Đi tới đây mới rẻ hả? Chứ vẹn đường dưới này hả? Ông không hiểu gì hết trơn á. Nó nói nói đâu hồi không hiểu cái gì luôn, giống như kiểu ông nói gà bà nói vịt ấy. Nay người ta có ghệ.
gì đâu mọi người, bình thường lúc nào chị chả vậy mọi người. Em có cảm giác chị vui sao á. Thôi chị sẽ bớt vui lòng. Thôi chị vui tiếp đi. Thành vui tiếp nè. Vui đi nè mẹ em nghĩ á. Thành đổ cái nước nha. Nay có một em nai tơ đã sập bẫy nên là chị ăn vui. Mọi người không hiểu gì hết trơn hả? Thì nai mình ngon quá chứ. Hợp khẩu vị nữa chứ. Chưa làm ăn được gì luôn á. Rồi. Không cũng đủ sợ rồi. À nhân gan nhem ấy. Mụn này, mụn.